Chúng mình đang tổ chức giải đua xe. Đây là xe của con Híp, xe bóng bay của con Híp thì làm bằng cốc giấy này các bạn ơi, bánh xe nhựa này. Tiếp theo là xe của Hà Sam, làm bằng bìa cát tông và ai là bánh xe màu hồng luôn, nữ tính này. Đúng rồi. Còn tiếp theo là của Cò, là xe làm bằng hộp sữa anh ạ. Nhưng mà bóng thì lại màu tím anh ạ. Các bạn thử đoán xem xe của ai sẽ chạy nhanh nhất. Đây là đích này các bạn ơi. Còn các thí sinh của chúng ta ở đây, bây giờ ai xe nào về đích trước sẽ là chiến thắng nha. Các em sẵn sàng chưa? Rồi. 1, 2, 3. Xe Hà Sam về đích đầu tiên. Tiếp theo là xe con Híp, con xe Cò đây. Em có muốn đua lại lần nữa không? Có. Ái da. Ái da. Ái da. Đây là công lực thổi bóng bay. 1, 2, 3. Xe Hà Sam vẫn là đẳng cấp nhất các bạn ơi. Chơi đua ô tô này vui thật đấy các bạn ơi. Nhưng mà tại sao mà anh lại nghĩ ra mấy cái ô tô mà nó độc lạ như này? Cái ô tô này là gắn liền tuổi thơ của anh. Hồi nhỏ không có tiền mua ô tô xịn sò như bây giờ, nên là bọn anh toàn lấy mấy cái giấy với lại mấy cái ống hút bóng bay như này để làm ô tô ấy. Tự nhiên lại nói về tuổi thơ, em lại nhớ anh Gấu Đỏ. Hồi bé em ngồi trên ô tô hai bánh, ui, chạy vòng quanh làng luôn. Cái gì? Ô tô hai bánh á? Có mà xe bỏ kéo thì có. Tao biết thừa ra. Mà nha, hồi xưa tao cưỡi bò đi chặt trầu suốt ấy. Cái gì? Cưỡi bò đi chân à, nhầm, cưỡi bò đi chân bò. Hay là ngày hôm nay anh em mình dành thêm một ngày để trở về tuổi thơ đi anh Gấu Đỏ đi. Nếu mà quay trở về tuổi thơ thì anh em mình phải có các trò chơi tuổi thơ. Hay là anh em mình hôm nay mỗi người làm một trò để xem tuổi thơ của anh em chơi những gì đi. Ok. Bây giờ ai sẽ làm trò đầu tiên nào? Em nhớ nhắc là lúc em còn bé là em ấn tượng mang máng ở trong đầu em là bố em có làm cho em một cái giống như kiểu là cái sân bóng mà là sân bắn bóng anh ạ. Sân bắn bóng á? Nghe nó lạ thế nhỉ? Anh chỉ thấy sân đá bóng thôi chứ chưa thấy sân bắn bóng nào cả. Bây giờ em về em làm cho. Anh Gấu Đỏ ơi, hồi nhỏ nha, em nói cho anh một bí mật nha. Hồi nhỏ em đi chăn trâu chăn bò, suốt ngày lấy trộm hoa quả của các cô nông dân để ăn ấy. Nào, anh thấy gọi nhà anh toàn bị mất trộm, hóa ra là con Híp. Thế bây giờ mày còn thấy không? Ôi trời, bây giờ lớn thế này rồi ai đi ăn trộm anh? Đúng rồi, mà các bạn nhỏ ở nhà cũng tuyệt đối là không được ăn trộm ăn cắp đâu nhá. Muốn cái gì là mình phải xin, phải nói với bố mẹ. Như ăn trộm ăn cắp người ta bắt được, người ta mắng cho trận, đúng mà người rồi. Ta còn đánh cho đúng, đúng không? Rồi, ăn trộm ăn cắp là tật hư tật xấu ấy các bạn ạ, không nên bắt chiếc học theo. Ủa cái thai ngon hết rồi. Ngươi mày đến sửa đầu ấy. Ngươi đưa đây à? Xin chưa? Muộn người bác cao cao khi rồi. À thế à? Cái tao quả nhá. Ngon. Ngon lắm các bạn ạ. Rất là ngọt giòn luôn. Đúng thật, dưa nhà bác mải có khác. Ngọt thật. Có. Mình sẽ sử dụng giấy cát tông để làm món đồ chơi này. Mình cắt một chiều 40cm và một chiều 30cm. Mình tiếp tục đo và cắt các tấm cát tông nhỏ để làm cạnh. Sau đó dùng keo nến để cố định các tấm cát tông với nhau. Ngày xưa không có keo nến, chúng mình sẽ sử dụng cơm nguội để dán, cũng rất chắc chắn. Mình đã in sẵn các hình nhân vật mà mình thích, các bạn có thể tự vẽ cũng được. Sau đó cắt hình tròn dán vào bìa cắt tông để làm những quả bóng nhỏ. Vậy là xong. Mọi người ơi, cái trò này anh chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Đây anh ơi, anh nhìn nhá. Ở đây là một đội xanh này, nó giống như kiểu là sân bóng đúng không? Wow. Một bên là bên đỏ, một bên là bên xanh. Đây, đây nó như kiểu là sân golf nhưng mà chia bình thường là đá bóng là sẽ có hai sân golf hai bên, nhưng đây là chia hai bên như thế này. Đây, đội xanh thì có những cái con mà kiểu như là màu xanh và đánh dấu tích màu xanh này anh này. Còn đội đỏ thì sẽ có những cái con đánh dấu tích màu đỏ như thế này. Bây giờ ở mỗi bên là có cái dây chun như thế này. Đây, lần lượt từng người sẽ đè cái bóng này vào cái chỗ giữa này và phi. Nếu mà ấy lọt qua được cái này sang bên đối thủ như thế này là mình sẽ có một điểm anh ạ. Bao giờ mà mình sang hết là mình thắng đúng không Hà Sam? Đúng rồi. Rồi bây giờ ai với ai chơi trước đây? Để em thi đấu. Rồi Cò với Hà Sam chơi trước. Ok, bây giờ xếp đã. Lượt thi đấu đầu tiên, đội xanh cử Huki Huki, còn đội đỏ cử Naruto. Cố lên cố lên. Tiếp đi. Nhanh bắn đi. Được rồi, Hà Sam đã tăng một con rồi. Cố lên.
rồi, một con, một con. Bắn đi, bắn đi, mày nên. Bay ra rồi, bay ra rồi. Bay ra lại à? Bắn đi. Ôi, à ta mới cố lên rồi, ta bắn lên rồi các bạn ơi. Gò mới trang được 2 thôi. À ta trang 3 thôi. Cố lên rồi. Bay rồi, bay ra ngoài rồi. Bay ra ngoài. Bắn nhẹ thôi cô ơi. Em chỉ cần mỗi đâu đây thôi. À chào mọi người chiến thắng. Rồi, dạ. Rồi, đấy là con hiếp. Bây giờ con hiếp sẽ đấu với anh gấu đỏ. Lượt đầu tiên anh sẽ chọn San. Em chọn Pikachu à. Đây là một con xanh đấu với các bạn. 1, 2, 3, bắt đầu. Chơi lại. Chơi lại nha, nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, không sang. Anh phải đẩy dưới thì nó mới ra. Đây, 1. Rồi, mới xảy. Không rồi. Rồi, một con rồi. Một đầu rồi. Ôi, bay ra ngoài. Bay ra ngoài. Ôi, ai là quân hiếp rất là nhanh luôn. Ôi, quân hiếp quá nhanh luôn. Ba con rồi. Cố lên, cố lên. Quân hiếp chỉ còn một con nữa thôi. Anh gấu đỏ chơi gió kém. Trong lúc mình đang loay hoay thì quân hiếp đã sang rồi các bạn ạ. Trò chơi đầu tiên của Hà Sam khá là hay, có sự tương tác qua lại hai bên các bạn ạ. Mà mình có thể chơi đơn cũng được, mà chơi theo đội cũng được đúng không anh gấu đỏ? Chị cho tới, tí tới về tới chơi nhé. Về kết luôn rồi các bạn ơi. Tiếp theo đến lượt ai đây? Em. Em làm cái gì? Em sẽ làm cưa máy chạy bằng cơm. Để xem quân hiếp làm cái cưa tuổi thơ như nào các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái tấm bìa cắt tông siêu to khổng lồ và một cái nồi. Ôi, ơi. Làm to bằng cái nồi luôn anh ạ. Đúng rồi. Vẽ cái gì đấy quân hiếp? Em sẽ vẽ một cái hình tròn. À, đây là không có copa lên sử dụng cái nồi này để vẽ hình tròn đúng không? Đúng rồi. Ủa, chọn đấy. Hai cái. Rồi. Thôi. Bây giờ em sẽ cắt lấy hai cái hình tròn này. Lấy cưa bằng bìa cắt tông cái này liệu có cắt được cái gì không? Ôi giời, hồi nhỏ tao làm nó cắt được cành cây, lá cây ơ, cắt đứt hết luôn. Hả? Không cắt được cả cành cây anh ạ. Tò mò không biết là cái của con hiếp như thế nào các bạn ơi. Rồi, con hiếp đang cắt. Các bạn ở nhà sử dụng kéo là phải cực kỳ cẩn thận đấy nha. Mà tốt nhất là nên nhờ người lớn giúp đỡ. Wow, tròn chưa anh ơi? Quá tròn luôn con hiếp. Bây giờ em sẽ lấy băng dính hai mặt và dán vào cho nó cứng. À, dán hai cái để làm cho lưỡi cưa sắc bén hơn đúng không? Vâng. Một phát. Tò mò quá các bạn ạ. Không biết cái đồ chơi tuổi thơ của con hiếp như thế nào. Anh yên tâm đi, độc nhất vô nhị luôn. Bây giờ dán. Siêu cứng rồi các bạn ơi. Tiếp theo làm thế nào? Tiếp theo là em sẽ xuyên hai cái lỗ vào đây. À nè. Cỏ đây. Vẫn đang tò mò chưa biết quân hiếp sẽ làm gì đây. Đây là tâm mà. Nope. Đây là tâm. Ta biết là đấy là tâm. Anh nhìn nó méo lắm các bạn ạ. Từ chỗ này, từ chỗ này dạo như này lên đây chỗ này thừa rồi. Đây là quân hiếp đang đo theo cảm tính. Thì em sẽ chiên hai cái lỗ vào đây. Một lỗ đấy. Hai lỗ. Rồi. Sau đó em sẽ lấy dây. Lấy dây xuyên qua anh ạ. À Tam đang nhìn xem quân hiếp làm cái gì ấy. Em có biết quân hiếp làm gì không? Em cũng không hình dung ra đây là cái gì anh ạ. Mà em có cái gì ở trên tóc này hả Tam? Tại dính cái chỗ trên đầu thế này. Cái này xem nào. Anh ơi. Đây là cái kẹp tóc các bạn ơi. Ui trời ơi. Đây là cái kẹp tóc của Hà Tam này. Lúc nào tại vì hay đi ra ngoài quay video cho các bạn xem quá nên là tóc hơi bị bẩn nên là mang cái chổi sẵn để lúc nào bẩn để quét thôi mà. Bẩn đâu mà bẩn. Cái chổi này là cái chổi trang trí anh ạ, trang trí tóc ấy. Người ta đội hoa, đội bướm ở trên đầu, mình đi đội chổi. Xong rồi anh gấu đỏ ơi. Sao cái này nó gọi là cái cưa? Mà rõ ràng em nhìn thấy cái này nó giống cái đĩa hơn này. Đúng rồi. Không, bây giờ em sẽ quen tròn này. Đấy, quay tròn, quay tròn. Sẽ cưa. Quay tròn như thế này. Quay đào, mình cũng quay. Quay đào. Quay đào nào, quay đào. Quay đào. Quay đào. Quay đào. Cứ quay đi bạn ơi. Rồi. Kéo! Xoáy luôn anh ạ! Đây là lâu quá rồi không chơi các bạn ơi! Đây là quên mất cách chơi! Rồi thì quên nhé! Wow! Cỏ không biết làm hơi lỗi các bạn! Nhưng mà không quay được cái chứ! Ôi ôi! Tớ thử quay nhé! Kéo ra!
kéo. Nhưng mà chúng ta thì nó lại quay ngược lại đúng không? Lần này là quay tít hơn được ban nãy rồi anh ạ. Kéo là... Ui, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Thôi, lại hết rồi. Rồi, đến lượt Hà Sam. Ấy, đấy. Cái trò này của con Nhiếp khá là hay đấy các bạn ạ. Like cho con Nhiếp đi các bạn ơi. Còn bây giờ đến trò của cò đi. Tuổi thơ của em chơi trò gì? Em mì ạ. Em thích bay cao, bay xa nên là em thích máy bay anh ạ. Là máy bay luôn. Đúng rồi. Hồi bé, chuối xanh cũng là một món rất là ngon đấy Hà Sam ạ. Anh ơi, chuối xanh này nó bị gãy lục lạc này anh ơi. Ôi, quả này gãy rồi. Gãy luôn rồi. Em có muốn ăn một món này tuổi thơ cực kỳ ngon không? Có anh. Ngon không? Sao nó chát thế anh ơi? Thế hồi bé mày không ăn chuối xanh bao giờ à? Có, nhưng mà phải gọt vỏ đi, chấm bột canh, hẻ luộc nên mới ăn nó mới ngon chứ. Anh cho em ăn xanh thế này thì chả chát. Ê, đi lấy nước uống đi. Anh ơi. Con lên, ốc sen. Ốc sen, siêu to luôn. Siêu to, siêu khủng lồ luôn các bạn. Đang bấu chặt vào cái que này các bạn này. Cái gì đấy? Ui đừng có cái trứng ốc này, nhưng mà trứng này trứng không phải ốc trứng của ốc sên, mà là trứng này vàng. Là của ốc vàng đúng không? Mày định làm gì? Dọa sao? À, hồi nhỏ là con hay bắt những con trâu hoặc con này con kia dọa các bạn đi trong lớp đúng không? Hà Sam ơi, tớ bảo. Trời Hà Sam chạy mất dép luôn đúng không? Anh Sam nào, thôi thả cho nó sống đi con hiếp. Thả đi. Cho vào gốc khoai này đây. Đấy. Thao mát thao sống nhá. Vì mình vẽ hơi xấu nên là nhờ Hà Sam vẽ hộ các bạn ạ. Cò đang nhờ Hà Sam vẽ máy bay cho các bạn ơi. Rồi, Hà Sam có biết vẽ máy bay không em? Em có anh ạ. Em nghĩ là vẽ máy bay thì nó cũng như là vẽ con cá thôi anh ạ. Kéo lại vẽ con cá. Trong lúc mà chờ Hà Sam vẽ máy bay cho mình thì mình sẽ làm một cái bệ phóng máy bay các bạn ạ. Có cả bệ phóng máy bay à? Đúng rồi, anh thế chỉ... nó mới bay được chứ anh. Anh chỉ thấy có bệ phóng tên lửa. Bệ phóng vũ trụ đúng không? Nghe có vẻ rất là hoành tráng và hầm hố. Cò đã sử dụng hai chiếc đũa của mẹ. Tí nữa về mẹ em thấy mất hai chiếc đũa là mẹ em. Em xin rồi. Xin rồi. Nhìn cái hình của Hà Sam này đúng là vừa thấy giống con chim, lại vừa thấy giống con cá. Đúng rồi. Lại con nét gì đấy giống máy bay. Nope. Thì nó là máy bay mà anh. Đây nhìn giống như con cá mập cá heo vậy các bạn ơi. Trò chơi tuổi thơ của cò đây các bạn ơi. Đây, đây là cò và đây là máy bay các bạn ạ. À. Đây nhìn giống như con chuột thì như mắt chuột à. Anh chuột. Ơi. Anh ơi, chắc là nó cũng giống con ma anh ạ. Đó, nó bay thử đi cò. Ôi, nhưng mà cái máy bay này của em nó bay cao và xa lắm, phải ra chỗ rộng cơ. Đây, ra chỗ này rộng. Được rồi. Để xem cò. Bắn máy bay bay rộng luôn này các bạn ơi, bay cao này. Bay xem này, 1, 2, 3, chiếu. Ôi dồi ôi. Quá xa. Anh ơi, thế nhưng mà ngày xưa ấy, anh nhớ không? Cái lúc đấy bọn mình chỉ có thấp tầng này thôi, như thế này thôi. Thì đối với bọn mình ấy, thì những cái máy bay như này thì nó lại là to rồi. Mà khoảng cách đấy thì nó cũng là xa rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ con thử bắn tít ra kia anh xem nào. Được rồi, để em bắn phát mạnh hơn nhá. Các bạn nhìn này. 1, 2, 3, bay ơi. Wow, anh thấy chưa? Được đấy. Cho tao bắn thử phát ra. Thích rồi đấy. Đây, đây. Quân hít bắn này các bạn ơi. Mạnh vào. Wow. Ơi, được. Để anh thử phát. Đây, anh thử đi. Bắn. Bắn cao lên. Ôi trời ơi. Anh không biết bắn rồi. Cái này của em hơi lắm. Như con cá dây chết đấy. Bắn lên trời nhá. Máy bay là phóng. Cái trò tuổi thơ này của cò không ổn rồi. Tiếp theo là một trò chơi tuổi thơ cực kỳ hay. Đó là trò chơi đường đua. Đường đua đây là lên đỉnh núi anh ạ. Đấy là leo núi đúng không? Sê-cô. Rồi, bằng nhau đã. Bằng chưa? Sê-cô. Con hiếp được cái đây. Đây là Chayen này. Chayen béo cái này chắc là thua rồi anh ạ. Chayen, Nobita và... Sê-cô đúng rồi. Bây giờ cả ba sẽ đua. Ai mà đến đích trước sẽ là người chiến thắng nhá. Vâng. 1, 2, 3, bắt đầu. Nobita ơi, lên nhá. Chayen về đầu tiên, ông đến Nobita và chơi cô bé.
Chứ cô lại kéo hơi lở một tí rồi. Lại nhá, lại một lần nữa này. Ê, Nobita dịch xuống tí nào. Rồi, cho em lên trên. Ôi đôi, béo béo, chấp tí. Quân Hiếp lần này chấp luôn. Mà anh thấy mặt Quân Hiếp giống chạy ăn đấy Quân Hiếp. Thôi, bắt đầu đi anh ơi. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Đây, đây. Chiến thắng rồi. Ôi trời ơi, phá rồi hả, chặt phá rồi các bạn. Lòng cần dây cô ra ngoài. Hôm nay là Nobita về đầu tiên và Chayen biết về lần. Rồi bây giờ là cho Chayen với lại Seiko đấu với nhau nhá. À, chỉ đấu lượt quái. Nobita với lại Chayen. Nào. Quân Hiếp tự tin bao nhiêu phần trăm thắng Quân Hiếp? 100% anh ạ. À. Có. Em phải 1000%. Rồi xem nào, bằng nhau vào, công bằng vào. Được rồi, ok. Cho chị xuống. Chị xuống nữa đi. Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Nhà vô địch, Nobita. Các bạn, bây giờ thả nhảy trên chân xuống ạ. Cái trò này rất là hay các bạn ơi. Ở đằng trước mình chúng mình sẽ chỉ cần vẽ Nobita thôi. Và đằng sau thì dán hai cái ống hút. Sau đó chúng mình sẽ luồn dây vào. Còn trên này là dán một cái ống hút, chỗ cong cong của ống hút vào đây để kéo được các bạn ơi. Rất là đơn giản mà rất là hay đúng không? Đúng rồi, chơi rất là vui đó anh ạ. Anh gấu đỏ đang tìm những cây cỏ gà các bạn ơi. Ngày xưa là chơi một chọi gà là rất là hot đúng không anh gấu đỏ? Đúng rồi, đây này tìm những cái cây cỏ mà càng già thì đấu lại càng đẳng cấp các bạn ạ. Ôi dồi ơi, anh gấu đỏ làm sao mà đánh được mình? Mình kiếm được một nắm rồi đây này. Anh cũng một nắm rồi. Ôi dồi đây này. Quân Hiếp ở bên kia này cũng tích cực là kiếm đồ. Cũng được khá khá rồi các bạn ạ. Tí nữa thì đánh mấy cò với anh gấu đỏ, cho anh gấu đỏ mấy cò thua. Lục. Mà anh cỏ gà thì mọc rất nhiều ở những cái bờ cỏ như thế này các bạn ơi. Nhiều, cực kỳ nhiều luôn ý. Cò báu, đây này. Ý dồi, ui. Nhiều chưa, nhìn này. Ui, các bạn rất ơi. Nhiều luôn các bạn ơi. Nhìn này, ui nhiều ơi là nhiều. Đấy, đây này, những cái cây mập như thế. Đấy là cỏ gà đấy các bạn ơi, đây nữa này. Ui, nhiều quá anh gấu đỏ ạ. Đây này mấy cây này to này. Rồi. Ui. Nhưng mà anh vẫn muốn tìm một cây siêu to siêu khổng lồ. Đây này Hà Tam ơi. Ui, rất là nhiều luôn này. Nhiều quá này các bạn ơi. Cò có một bó, anh gấu đỏ có một bó, Quân Hiếp thì có một bó. Nhưng mà bây giờ mỗi người sẽ chỉ cử ra, chọn ra 5 con mạnh nhất thôi. 5 con mạnh nhất à? Còn tất cả còn lại thì loại hết. Sau đó thì chúng mình sẽ đấu theo vòng nha. 3 con rồi. 4 con. Đẹp không Hà Tam? Tiệm tốt gọn gàng. Đi thi đấu là phải đẹp. 1, 2, 3, 4, 5 mỗi. Nhưng mà mình vẫn còn nhiều con rất là khỏe mạnh nên là vẫn muốn chọn tiếp. Khỏe mạnh thì bây giờ phải bỏ thôi coi. Còn Quân Hiếp này tuy chọn được ít nhưng mà bây giờ cũng đủ 5 con rồi nên là cũng không bị phí. Bao. Anh với Quân Hiếp đấu trước. Rồi. Chúc anh đánh trước. Trò chơi là rất đơn giản các bạn ạ, chỉ cần cầm nhé và đánh thôi. Ai mà đứt là người thua nhá. Vâng. Anh có thua. Yeah. Anh gấu đỏ. Yeah! Con của mình vô địch rồi. Tiếp theo. Quân Hiếp. Cái cuối cùng đứt. Loại. Anh gấu đỏ. Nhưng mà con này cũng gãy. Các bạn ơi, nhìn nè. Anh Trâm cũng bị què. Quân Hiếp chỉ còn một con. Yeah. Có khi con này lại thắng. Yeah. Thế là Quân Hiếp đã bị loại. Anh sẽ cử ra 5 con nữa để đấu với cò nhá. Vâng, lượt thứ hai đó chính là anh gấu đỏ và cò. 1, 2, 3, bắt đầu. Anh gấu đỏ. Ui, con này to đến mặt đi. Kiểu nó to đi, ai chơi thế nhở. Nào, đấy ơi. Kiểu to sạch sẽ. Nào, tỉa hờ. Cò. Hoa. Anh nhìn anh gấu đỏ cụt luôn này. Anh gấu đỏ đấy. Nguy hiểm quá. Ơi, bắt cái này đi. Ai chơi thế nhở đấy. Ôi trời ơi. Này. Ê, mình vô địch rồi các bạn ơi. Con này cụt tiếp này. Cụt ơi, ôi dài đây. Dài. Ôi mình chỉ cần một con này có thể hạ hết được số. Con cuối cùng các bạn ơi. Cò gà của anh gấu đỏ. Anh gấu đỏ ơi, đây là đối thủ nặng ký nhá, để vô địch các bạn ơi. Vòng thi cuối cùng, Hà Sam và cỏ, ai sẽ là vua cỏ đây các bạn ơi? Đây em mới có 4 con thôi. Nhặt thêm một con. Quân Hiếp chọn cho tớ một con nữa. Mình vẫn dùng con này các bạn ơi. Đây là con của mình, đây là bất tử rồi. Bất tử à? Nào, Hà Sam đấy đây. Dùng đấy. Bất tử à, vừa bất tử trong đứt đầu luôn các bạn ơi. Chắc là đi đánh nhau nhiều quá nên là yếu rồi.
bất tử nè. Ôi trượt lại hả Tam? Trượt rồi. Đánh một lượt thôi. Ôi còn tôi rồi. Bất tử à? Cụt chưa? Cụt chưa? Cụt chưa? Hà Tam còn 3 con. À 4 con. Cho con 2 con. Như đây, như đây, như đây. Như đây anh có đó. Lúc lêu rồi. Anh lêu rồi. Chạm miệng là đứt này. Ôi, đứt ra, đứt ra. Chỉ còn một con cuối cùng đây các bạn ơi. Các bạn cổ vũ cho Hà Tam đi. Đăng ký kênh ủng hộ Hà Tam đi. Chúc mừng Hà Tam là vua cỏ gà. Quần hiếp với cỏ vẫn đang chọi cho hết cái đống cỏ gà các bạn ơi. Mà thôi các em ơi. Thôi. Bây giờ đi về, còn rất nhiều trò chơi tuổi thơ đang chờ anh em mình nữa. Đi thôi. Đúng rồi, đi bên này anh ơi. À, nhầm đường về các bạn ơi, nhầm đường về. Anh có lọ, anh đang làm cái gì mà lấy kiếm tấm ván đây làm gì? Trò chơi của anh là một trò chơi tuổi thơ cực kỳ dữ dội. Bây giờ anh làm cái em kem này. Trò này không phải ai cũng làm được đâu. Hồi nhỏ là anh đẳng cấp thì anh mới làm được đấy. Rồi, bắt đầu chém gió. Bắn trượt anh. À thôi, cái này anh không cần cưa. Cưa. Cái này anh phải đóng đinh, vậy anh đi lấy đinh nhá các em đợi tí. Này, có khi nào anh ấy làm ván trượt không nhỉ? Cũng có khả năng đấy hả sao ạ? Thế nhưng mà ở cái thời của mình ấy, đã có ván trượt chưa? Chưa. Thế trò gì nhỉ? Anh sẽ đóng một cái đinh vào đây. Tiếp theo một cái đinh ở đây. Quân Hiếp từng chơi trò này rồi, anh từng làm cho em chơi rồi đấy. Nhớ không? À, em biết rồi. Cái trò con sâu đấy đúng không anh? Đúng rồi, bây giờ anh sẽ lắp một cái vòng chun qua đây. Rồi, bây giờ anh em mình đi thi đấu rồi các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đúng lúc đi đến đây thì thấy tàu rồi. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy tàu, các bạn trở về tuổi thơ ngày xưa. Lúc bé là chúng mình hay ra đứng gần được tàu, xem tàu, đếm toa tàu các bạn ơi. Được, anh tưởng đợi đếm xem có bao nhiêu cái à. Tàu này khá là dài đấy. Thôi đi. Bây giờ chúng mình đang đi ra lấy một cây gọi là cây mùa để chơi trò chơi này các bạn nhá. Đây rồi các em ơi. Đây rồi. Ôi ôi. Quả. Cây này có một tên khác, đó chính là cây xấu hổ. Không biết ở chỗ các bạn thì cây này tên là gì. Thôi bé, chúng mình lấy quả này ăn này. Đây. Ui, những cái quả của nó các bạn ơi. Rất nhiều lông luôn. Quả này ăn được hả anh? Ôi, thôi ăn bé, ngon, ăn suốt. Ăn bóc như kiểu là quả đỗ ấy, nhưng mà nó lấm lông cái này, ăn nó chọc thủng mồm mất. Mình ăn cái trong ơi. Rơi Hà Tam, đây nhìn đây đấy. À, có hạt các bạn ạ. Đây là anh lấy cái hạt này nguyên vẹn hơn này, béo ngậy thơm đây thơm này. Đây này em bóc được cái hạt đấy ra rồi này các bạn. Đây, ơi hạt, đây này hạt màu xanh. Hạt này nó như kiểu là hạt đỗ luôn đấy. Ngon. Nó bùi. Nhưng nó không, có vị ngọt hay là vị đắng gì, nó chỉ có nhạt nhạt như kiểu hạt đỗ các bạn. Bùi. Nhưng mà ngày xưa là ít đồ ăn lắm các bạn ơi, không có kiểu như là bánh kẹo nhiều như bây giờ, nên là tất cả những cái này gọi là cây trụi hết. Bây giờ có hai cách chơi, chúng mình có thể lấy cái quả này này để cho lên đường đua chơi hoặc là lấy lá. Em sẽ lấy rất Quân nhiều lá. Lấy lá luôn cho nhanh. À Trang cũng lấy lá và Cò cũng đang lấy lá. Thế mình cũng lấy lá luôn. Mình sẽ lấy một cái nào già già thế này các bạn ơi. Ui rồi, đây rồi. Lấy thêm cái nữa. Rồi đi đua thôi. 1, 2, 3 bắt đầu. Cố lên. Đang chuẩn bị thắng kìa. Bọn em sẽ còn một lượt chơi nữa để xem nào. Nếu mà lượt chơi lần này nữa mà có Quân Hiếp bị thua nên là thua luôn này. Sẵn sàng. 1, 2, 3 bắt đầu. Rất là gay cấn luôn các bạn ơi. Lượt chơi cuối cùng để quyết định. Đây là đang là một nào rồi đúng không? Còn một lượt chơi cuối cùng nữa. Cò à? Nào, được chưa? Rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Cố lên.
Chia thắng. Quân Hiếp thắng rồi, Quân Hiếp sẽ đấu với Hà Sam. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cổ vũ cho Hà Sam thắng lần này nhá. Đây là con sâu của Hà Giao đây này. Đây. Wow. Em sâu con sâu của Quân Hiếp đã sẵn sàng rồi này. Sẵn sàng lên, lên sóng. Cò đã đưa cho Hà Sam một con khác các bạn ơi. Con này có vẻ nhìn khỏe khoắn hơn đúng không? Khỏe hơn thì có khi nó lại dễ rơi xuống. Sẵn sàng chưa? Rồi. Một, hai, ba, bắt đầu. Hòa nhau. Lượt chơi đầu tiên là hai thí sinh đã hòa. Lượt chơi thứ hai. Một, hai, ba, bắt đầu. Lại thắng tiếp các bạn ơi. Hà Sam và Quân Hiếp còn một lượt cuối cùng để xem ai sẽ là người chiến thắng các bạn nhá. Một, hai, ba, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Cậu thua rồi, thua, thua. Thua. Hà Sam là người thua cuộc rồi các bạn ạ. Em đã sẵn sàng chưa? Em quá sẵn sàng. Hồi nhỏ anh chơi trò này chưa thua ai bao giờ. Hôm nay anh sẽ bại trận dưới tay của Hà Sam. Một, hai, ba. Hòa. Lượt chơi đầu tiên là hòa rồi này các bạn ơi. Một, hai, ba. Một, hai, cố lên, cố lên. Cho Hà Sam chửi lại một lần nữa. Lượt chơi thứ ba. Một, hai, ba, bắt đầu. Cố lên. Còn ai dám đấu với anh gấu đỏ không? Em cố gắng lên em nha. Đánh bại anh gấu đỏ nhé. Đây rồi. Mình sẽ phải tỉa tuốt cho cái con này của mình. Nó sẽ con sâu của mình thi đấu thành công các bạn ạ. Được rồi. Nào. Rồi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Cố lên. Thấy chưa? Con của anh gấu đỏ vẫn vô địch. Ai chà, thế là cái trò chơi này chơi cũng rất là đã luôn đúng không các em? Vâng. Tôi là rảnh rảnh anh em mình lại ra chỗ cây muồng này và cho lên đây để chơi tiếp. Đúng rồi. Vui anh đi. Một ngày để quay trở lại tuổi thơ rất là vui các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng mình đã chơi được rất nhiều trò chơi. Thì có trò chơi thì thành công, nhưng mà có trò chơi thì hơi thành công một tí thôi. Nhưng mà nói chung là trò nào cũng vui. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye các bạn nha. Bye bye.